tại sao lại xinh đẹp vậy? Dễ thương. Rồi bắt đầu, có thể giới thiệu về mình rồi nè. Hello Minh Tịnh. Dạ xin chào ban giám khảo, em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Loan Bình Minh. Em sinh năm 2013. Nghệ danh của em là Lâm Sinh. Wow, xinh đẹp dễ thương. Mới đoạn đầu ra giới thiệu, chị tưởng đâu là người Nhật cung đó. Ai bày em làm tóc với mặc bộ đồ hôm nay vậy? Dạ thiệt ra thì hôm nay bài hát của em nó cũng liên quan tới học sinh. Dạ liên quan tới mặt trời. Nghệ danh của em là Lâm Sinh, Sinh là mặt trời á. Dạ em xin hát. Bình Minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi dài liền. Trời rơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Đêm nay ơi ngủ chưa, ngồi đi uống với tôi vài ly. Sai thì cứ sai, yêu thì bỏ đi. Xin chào mọi người, mình là Tiến. Thí sinh tiếp theo. Hello mấy anh chị của em. Trời đất quỷ thần ơi, trời ơi, trời ơi em ơi. Trời ơi, không có ai nói cái bụng ở đây vậy trời. Em có đi nhàm thách thức danh hà gì không vậy? Em xin chào mấy anh chị. Em tên là Tiến Dế. Em sinh năm 2016. Wow. Dạ, bút danh của em là Lạc Đường Lâm Lâm. Cái gì lạc gì? Lạc đường là lạc đi luôn á. À, lạc đường lầm lối. Lạc đường lầm lối. Rồi vì sao, rồi điều gì đã đưa em tới đây? Một team đến đây chỉ có 4 chữ thôi. Đó là quán quân mùa 8. Mùa 8. Quán quân mùa 8. Những cái mặt em là biết em thích cả đêm rồi. Vậy thì sao mà có sức mà hát đây? Dạ em 17 tuổi. Mà 17 tuổi có thể đẻ gãy sừng châu, tràn đầy sức sống.